Trong những năm gần đây, các tỉnh Tây Nguyên của chúng ta đã thành công áp dụng mô hình trồng xen canh cây ăn quả, cây sầu riêng trong vườn cây cà phê, cây trồng chính, chủ lực. Với việc trồng xen cây sầu riêng thay thế vào hố cà phê, khoảng cách 9x9m, mật độ trồng từ 55 đến 69 cây 1 hecta không để hai cây cạnh tranh dinh dưỡng và ánh sáng đã mang lại hiệu quả kinh tế cao gấp từ 3 đến 4 lần so với trồng riêng một loại cây. Nó còn góp phần làm cây che bóng, chắn gió cho vườn cây chủ lực, hạn chế quá trình bốc hơi nước, giữ ẩm cho đất làm kéo dài chu kỳ tưới nước cho cà phê. Do hiệu quả trước mắt nó mang lại, sầu riêng đang dần thay thế nhiều diện tích cây cà phê tại Tây Nguyên, với diện tích vượt 40.000 hecta, tăng nhanh cả về sản lượng và số lượng với định hướng phát triển của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tính đến năm 2030. Nguy cơ cung vượt cầu rất dễ xảy ra trong thời gian tới. Mặc dù là cây có tiềm năng lớn nhưng Việt Nam không phải là nước duy nhất trồng được sầu riêng và xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, còn có Thái Lan. Hiện mới chỉ có 20% sản lượng được đưa vào thị trường Trung Quốc, đối với sầu riêng trồng xen canh sẽ không được họ xem xét cấp mã vùng trồng. Tốc độ gia tăng ồ ạt thiếu định hướng, liệu tiếp theo cây sầu riêng có rơi vào hệ lụy của tình trạng trồng chặt. Diện tích trồng cà phê ngày một thu hẹp bởi sự gia tăng mạnh mẽ của việc trồng mới và trồng xen canh thay thế cây cà phê bằng cây ăn trái có hiệu quả kinh tế cao hơn như sầu riêng, bơ, M. Sản lượng cà phê Việt Nam trong thời gian tới sẽ như thế nào?